Chào các bạn, trong video này thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn về một trong những cái vật phẩm mà phải nói là rất là nhiều người quan tâm trong cái thời gian vừa qua, mà tôi đã khai quang rất là nhiều người rồi. Đó chính là kim bài khai vận Phật bản mệnh. Đấy, có thể là bạn không biết về cái điều này, tuy nhiên là mỗi một con giáp của chúng ta sẽ có một vị Phật gọi là Phật bản mệnh để mà hỗ trợ cho cái vận trình của chúng ta được tốt hơn về sức khỏe này, về công việc, về các cái vấn đề trong cuộc sống. Khi mà chúng ta biết là chúng ta được vị Phật nào trợ mệnh cho vận trình của chúng ta, mà chúng ta lại cầu mong cái sự trợ giúp từ phía Đức Phật đó, thì cái vận trình của chúng ta sẽ rất là tốt. Tôi lấy ví dụ như là đối với người tuổi Tuất thì Phật bản mệnh đó là Đức Phật A Di Đà. Đây là kim bài khai vận Phật bản mệnh của người tuổi Tuất. Hoặc là gì? Hoặc là người tuổi Tỵ thì là kim bài khai vận của người tuổi Tỵ đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát nha. Đấy, Phổ Hiền Bồ Tát. Thì tất cả các tấm kim bài khai vận này thì năng lượng rất là mạnh. Bởi vì tôi cũng đã đo đạc kiểm tra năng lượng của tất cả các cái tấm kim bài này. Đấy, trước khi mà đặt họ xưởng sản xuất. Đấy, tất cả về năng lượng của tấm kim bài này rất là mạnh và có in hình ảnh Đức Phật đây rất là sắc nét và rõ ràng. Đấy, thì kim bài khai vận này thì có hai mặt. Mặt trước là in hình ảnh của Phật bản mệnh trợ giúp cho vận trình của chính con giáp đó, và mặt sau thì có in hình của chữ Đấy, đây là vị Phật hộ mệnh trợ giúp, giúp cho gia chủ gặp thuận lợi, gặp giữ hóa lành, gặp quý nhân, giảm trừ vận hạn xấu cho người dùng khi mang bên mình. Đấy, đây là mặt sau của kim bài khai vận Phật bản mệnh. Đấy, các bạn hình dung là khi mà chúng ta mang bên mình những cái vật phẩm mà có cái trường năng lượng mạnh, hay còn gọi là những cái trường năng lượng dương này. Đấy, thì chúng ta, các bạn hình dung là đơn giản nhất là khi mà chúng ta đi ra ngoài đường tham gia giao thông, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi qua những cái tụ điểm mà có những cái trường lượng xấu, ví dụ như các điểm đen giao thông này, mà chúng ta có mang bên mình những cái vật phẩm mà có trường năng lượng dương cao, thì sẽ giúp chúng ta tránh đi được những cái vận hạn, những tại những cái tụ điểm có trường năng lượng âm xấu. Đấy, hoặc là nhiều bạn, đúng không, hay đi đến các khu vực mà đám ma này, nghĩa trang mà cứ bị lạnh hết người, ấy, hay là cứ bị sở hết cả da gà, thì mang bên mình một kim bài Phật bản mệnh này cũng sẽ rất là tốt để cho cái việc mà giúp chúng ta là tăng cường thêm cái năng lượng của bản thể, cũng như là tránh đi được những cái trường vi xấu nhá. Đấy, thì đây là kim bài khai vận Phật bản mệnh. Đấy, tôi chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện có thật như này. Đấy, trên TikTok ấy, có một bạn ấy hôm trước đã thỉnh của tôi một cái kim bài này, thì bạn ấy nick, các bạn hãy lên trên TikTok và xem, đó là Ruốc Cao Hồi Mẹ Bắp. Đấy, thì bạn ấy nhờ tôi được khai quang cho em một cái kim bài khai vận Phật bản mệnh. Thì sau khi nhận được cái kim bài này chỉ khoảng 2 ngày thôi, thì tự nhiên là cái công việc kinh doanh của bạn ấy có một cái sự chuyển biến rất là tích cực. Có nghĩa là bình thường thì từ 50 đơn hàng một ngày, nhưng mà sau 2 ngày thì cái đơn hàng lên 200 đơn. Đấy, khoảng tầm 150 đến 200 đơn chỉ sau 2 ngày thôi. Có rất là nhiều người cho rằng đây là cái sự trùng hợp, nhưng cũng đâu nằm ngoài khả năng là một phần là do ảnh hưởng bởi những cái khi mà chúng ta mang bên mình những cái vật phẩm mà có cái trường năng lượng dương cao. Thì các bạn hình dung là bản thân chúng ta này, đến cái năm mà chúng ta bị đen, đúng không, thì xung quanh chúng ta là những cái trường năng lượng xấu, những cái trường năng lượng tiêu cực, thì chúng ta mang bên mình những cái trường năng lượng dương cao thì chúng ta hóa giải được đi những cái trường năng lượng xấu, thì khi đó thì chúng ta mới có thể là thu hút và đón nhận được những cái trường năng lượng tốt, thì tự nhiên là chúng ta sẽ thu hút những cái điều may mắn và tài lộc thôi. Đấy, như bạn đấy thì bình thường là live stream đấy, thì bình thường nó chỉ có tầm 10 đến 20 mắt xem thôi, nhưng mà sau 2 ngày thì bạn thì cái số lượng mắt xem lên đến 100. Đấy, thậm chí bây giờ là lên đến đầu nghìn rồi. Mỗi một lần live stream là có hàng nghìn mắt xem. Đấy, như vậy là khi mà chúng ta có những cái vật phẩm mang bên mình mà có năng lượng cao, năng lượng tích cực, thì cái vận trình của chúng ta sẽ rất là thuận lợi. Đấy, nếu như bạn nào mà quan tâm đến kim bài khai vận Phật bản mệnh, đấy, thì các bạn có thể dùng kim bài này để sau lưng điện thoại của mình, hoặc để trong ví của mình, có nghĩa là luôn luôn mang bên mình, thì nó sẽ có một cái trường năng lượng tốt nhất để hỗ trợ cho chính cái vận trình của chúng ta. Nếu như ai mà quan tâm đến kim bài khai vận Phật bản mệnh thì các bạn có thể là ấn vào cái đường link ở bên dưới của video này, thì tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.